Về L cut, tại vì tại sao chúng ta gọi là L cut và G cut? Đó là tại vì đó là cái tính gọi là cái tên gọi dành cho cái tính chất của cái việc chúng ta sử dụng âm thanh để chuyển cảnh. Thì tại sao gọi là L cut? Đó là tại vì giữa cái cảnh trước ha và cảnh sau, chúng ta sẽ dùng âm thanh để chúng ta chuyển từ cảnh trước sang cảnh sau, và âm thanh đó nó sẽ lấn từ cảnh trước sang cảnh sau. Cho nên là theo cái chiều của cái chữ L, chúng ta sẽ gọi nó là L cut. Thì ngược lại chúng ta có cái G cut, đúng không? Thì cái G cut nó ngược lại, tức là chúng ta sẽ dùng cái âm thanh của cảnh đằng sau, chúng ta lấn lên cảnh đằng trước để chúng ta chuyển. Thì hai cái là nó dựa vào cái chiều của cái chữ để nó dùng để nó gọi cái tên của cái transition thôi, chứ không có gì hết ha. Rồi thì chúng ta sẽ xem một số ví dụ để chúng ta sẽ hiểu. Thì cái này là ví dụ về L cut. Chúng ta cùng nghe cái âm thanh nha. Thì ra các bạn thấy là sao, là cái âm thanh từ cảnh trước, từ cảnh cô này la, cái âm thanh cô này la, người ta sẽ lồng vào cảnh sau. Và cảnh sau thì nó tất nhiên nó cũng phải có một cái yếu tố gì đó có âm thanh phù hợp với cảnh trước thì lồng vào nó mới hợp lý ha. Đó thì rõ ràng đây là một cái cách chuyển sử dụng âm thanh để làm mượt cái đoạn chuyển à, và một cách rất là thú vị, đúng không? Rồi thì ngược lại chúng ta có dây cách. Chúng ta cùng xem cái ví dụ về dây cách. What I want you to do right now is write down five triggers that could lead to your relapse. That could... Thì các bạn thấy là trong cái bộ phim dây cách này á, ở trong cái cảnh dây cách này thì rõ ràng cái âm thanh của cái shot sau, tức là của một cái cuộc họp gì đó, nó lồng ra đằng trước cái scene đằng trước của mình, mặc dù là chúng ta thấy rõ ràng là nhân vật không có nói chuyện gì hết à, nhưng mà nó lồng vào nhau à. Thì rõ ràng là cái cách này nó sẽ giúp cho cái đoạn chuyển nó tự động, nó mượt hơn. Và tất nhiên là cái câu chuyện hay là cái nội dung nó cũng phải có cái gì đó liên quan, đúng không, chứ không phải là tự nhiên chúng ta chuyển như thế này à. Thì đây là cái thể loại, cái ví dụ cho cái G cách. Và nhân tiện thì các bạn cũng có thể check out cái bộ phim Jade này. Đây là một bộ phim mình đánh giá cũng khá là cao à, không chỉ về nội dung mà nó còn ở cái chỗ là nó sử dụng nhiều cái tuyến nhân vật à, sử dụng nhiều tuyến nhân vật, và các cái tuyến nhân vật này dần dần nó sẽ cross với nhau, nó sẽ crossover với nhau, nó sẽ giao vào nhau ở một cái điểm nào đó à, và cái đó là cái lúc mà chúng ta thấy được nghệ thuật của người ta trong cái việc xây dựng câu chuyện giữa các cái tuyến nhân vật khác nhau. Chúng ta rất là khó xác định được nhân vật chính trong cái bộ phim này à. Và nhất là về cái tông màu, các bạn thấy là có hai cái tông màu rất là khác biệt để nó phân biệt giữa các cái tuyến nhân vật. Đây là một cái cách thức rất là phổ biến à, người ta hay dùng để người ta giúp người xem phân biệt giữa các cái tuyến với nhau ha. Một cái ví dụ nữa là sử dụng cái màu sắc để phân biệt, đó là phim Anh Hùng của Trương Nghệ Mưu, Hero á, nghĩa là có bạn nào là xem chưa. Rồi à, đây cũng là một cái ví dụ về di cách. 30% of frontline infantry soldiers ever fired a shot. 10 soldiers in battle, only 3 truly fight. Are you really using war analogies here, Detective Dingle? What do you imagine the other 7 doing? Thì trong cái ví dụ này người ta lồng cái tiếng đường sắt vào cái shot trước để chuyển cảnh. Và cái cách thức người ta sử dụng thì nó cũng rất là hay, tại vì đang cái lúc nhân vật chúng ta có cái thì đúng lúc là cái nhân vật của chúng ta đang có cái một cái đoạn đối thoại nó không có được dễ chịu lắm, đúng không? Một cái đoạn đối thoại nó mang cái tính cũng rất là hóc búa, cũng rất là gọi là có cái sự thô ráp trong đó. Thế thì không có cách nào hay hơn để làm tăng cái tính khó chịu của cái đoạn đối thoại này bằng một cái tiếng chát chúa của tàu lửa, đúng không?
À, đó là một cách rất hay. Chúng ta tự nhiên, đột nhiên người xem chúng ta cả nghe cái tiếng chát chúa của một cái âm thanh gì đó, nó lại càng làm tăng lên cái sự gọi là khó chịu của cái cảnh quay này, của cái đoạn đối thoại này, và của cái cảm xúc của nhân vật chính của chúng ta. À, các bạn thấy không phải người ta vô tình mà người ta thực hiện những cái đoạn kết như thế này, đúng không? Mà người ta có cái nghệ thuật ẩn đằng sau những cái ý nghĩa đó, những ẩn đằng sau những cái hành động này đó. À.